đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi ơi. Nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông tôi vẫn còn thương. Xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông tôi vẫn còn. Video này tôi sẽ nói về vấn đề gì? Tôi sẽ nói về vấn đề tài trợ cho, tức là phân bổ tài chính, cung cấp tài chính dựa trên kết quả. Cung cấp tài chính dựa trên kết quả là cái gì? This is something we call Hello. How are you? Đây là tường thuật trực tiếp từ phòng 75. Las Vegas. Tiến sĩ Huy. Tường thuật trực tiếp tại Las Vegas. Bangkok, Thái Lan. Las Vegas của Việt Nam, à của châu Á. Hiện giờ thì có 12 anh em trong phòng. Ok. How are you? Chưa có việc gì để làm cả. Đang thảo luận. Đây này, mắt đây này. Trao đổi với nhau về những vấn đề kỹ thuật liên quan xây dựng có một người con gái chuyên môn.
ngân sách dựa trên kết quả thực hiện. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ. Nội dung này không theo cái truyền thống. Tuổi thơ xưa đã qua. Tôi dự kiến sẽ đi trình bày trên các mặt quốc tế tại hội thảo quê nhà trong chiều xa vắng. Hy vọng là có thể stop thành công. Có thể nói chuyện thoải mái thì là thành một luôn cả có thể up luôn. Buồn vui những tháng năm bên người yêu thương. Em thấy bây giờ là có hình của em mà nó quay đến chuẩn HD. Đây là HD, full HD. Tình em đó hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên vườn. Tình em đã khúc sông quê nhà cao cát không thương trôi. Tình em như gió cao, tình em như gió cao. Xa trôi đến bên bờ có người mong. Hình ảnh thì tí nữa lên. Nên anh em ngồi ra này là đây đấy. Tình yêu sống chia lìa, dù xa nhau đó hoa xưa vẫn cài lên mái tóc. Tóc gió thôi bay. Không không, không làm cái này đi. Xong là mình chiếu lên, chỉ cần làm mình không 15 phút thôi. Còn giờ về sau nó hỏi gì? Em thì nếu thấy hay là mình ở nhà mình sẽ luyện tập luôn. Như thế là mình làm có cái gì đặc biệt, nó không đụng hàng mà mình chơi trội luôn. Nếu anh không có bút thì phải dùng bao coi rồi. Mới dùng bao coi cho chuyện cảnh. Ừ, tao quên một cái bút đấy. Đi mang cái bảng này mà. Chúng mày có thấy bạn nào chưa đi thì mình sẽ có. Nó có đấy, nhưng mà phải đi mua, kể cả mua thêm một cái bảng này nữa thì mua MPK. Nhưng mà MPK là có. Chiều mưa có một người con gái nhớ dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi tuổi thơ xưa đã qua người xưa xa người xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng thuyền xưa xoay dòng người xưa đã qua trôi. Vui những tháng năm bên người yêu dấu, tóc gió thôi bay những.